Ông bác có nghe nói ông bác biểu người người vườn lựa từng trái cho ông bác luôn hả bác? Leo lên cây bẻ từng trái á. Vậy hả? Ừ. Ghê quá vậy. Vậy vậy là bác bao leo lên lựa nha. Mình có cho tiền riêng trái gì 2.000. Ông nổ banh sáng luôn kìa. Vậy dưới bác bao vườn bò chống lửa nha. Ủa sao tới giờ chưa lái cam, người ta chưa chở lên hả? Sao nó lên trễ? Bữa nay lên trễ hả? Bị leo lên cây thành đủ xuống lâu. Ở dưới cam không leo không được. Bữa nay ông bác lái bao nhiêu ký? 130 ký, là tại vì thằng nhịp sống neo nó nghe nói là chiều nó cứu 30 đặng đi phát từ thiện á. Dạ. Và cam ở Tâm Bình á. Thành ra mình mua thêm mình mua thêm 30 ký, theo 100 ký thì mình bán 2 ngày á, rồi tôi có dặn Trọng nếu mà con có thiếu thì qua. Đó, ông bác bán cho thằng Trọng là bác giá nhập luôn hả? Gốc, chia lại luôn hả? Gốc, qua này bán hết sớm mà sướng, về nhà ngủ nghỉ ha. Ừ, bây giờ khỏe, con đêm nghe. Nghe gì, nghe kinh hả? Nghe phone tối ngày luôn. À, nó cũng giải sầu được, không có lý. Mình suy nghĩ bây giờ, suy nghĩ hoài rất nó tụt. Chết nghe kinh à. Cho bớt gia trưởng, bớt bộ phu lại hay sao? Ông chú Dượng mua có 3.000 ký vậy đây, bán 25.000 ký. Ông bác tháng qua này Trọng bán được, bác vui không bác? Vui lắm, không, mừng thiệt á. Yêu cầu nó bán được là mình mừng lắm. Bởi vì khi nó lo được cho gia đình nó rồi thì mình đỡ lo lắm. Chứ mình gầu nó như vậy đó, bởi vì tôi mới chấp nhận vợ chồng tôi hy sinh cho nó. Không nghĩ gì, tôi không suy nghĩ gì khác hơn là đi theo để bảo vệ khi con cháu mình đối khác nào đó. Mình cũng từng biết cái loại nghèo đó. Thành nó không nghĩ. Tức là nó bán được đông khách thì nó có tiền nó lo cho con, nó ông đỡ lo cho con nó hơn xíu đúng không? Đúng rồi. Chứ con thấy chiều nào ông bác cũng mua đồ gì cho mấy nhỏ ăn hết quá mà nè. Chiều nói gì sáng là sao? Vậy hả? Mua cho cháu thấy tội nghiệp. Cưng quá mày vậy. Mày ơi, nhỏ xíu vậy đó mà đứng mà lú đầu mà thấy tao là chạy đó. Chạy nói đừng chạy con, đừng chạy con. Mà nó chạy nít nhỏ xíu nó té tội nghiệp, không có té. Con kêu... té một lớn ngoài không té không ra một lớn. Nhỏ xíu mà nó biết. Mình thương nó biết á. Châu Phi tôi cưng nó dữ lắm. Bởi vì hình như ông là ông thương Châu Phi nhất hả? Với thằng Bé Phúc. Bé Phúc thì hàng quý ông thương. Thương nhưng mà thương ít hơn hả? Ít hơn là mình cũng thương nó, là mình gầy dại nó đó. Dạ. Mình để cho nó dễ thương lại chút chứ quá trời quậy rồi. Nó là lì nhất nhà luôn. À, quý á thấy nó im nó lì lắm. À, Phúc nói còn nghe, Phúc nó ngọt là nó nghe. À, mình cũng suy nghĩ bị gì nó hồi trước nó sanh ra được thì cũng mừng cho nó. Thành ra nó hơi khờ dại hơn mấy đứa kia, nó lì một cái thôi, lớn chắc có giấy khen quá. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay tiếp tục ghé quầy cam của Trọng Súng. Hình như hôm nay Trọng Súng có bán cam hả? Trọng Súng Trọng Súng dạ, dạ. Hôm nay có bán dạ. Cam luôn hả? Dạ. Để vừa chắc cam bán vừa bán ký cam luôn. Dạ, bán cam ký luôn. Dạ, bỏ tôi bán sỉ và lẻ nữa. Bán cái gì? Sỉ luôn. Bán sỉ lẻ luôn hả? Dạ, cái này có đồ có mối rồi, tại chạy gốc rồi. Ê, khẩu trang này của chị Diệu luôn hả? Hay khẩu trang tự mua vậy? Ờ, của chị Diệu luôn đó. Sao thần tượng chị Diệu dữ vậy cha? À, ái mộ. Ái mộ hả? Chị Diệu đã thay đổi được Trọng Súng đó. À. Mình có mua cái ly nhỏ hơn không? Tôi thấy người ta bán cam mua cái ly nhỏ hơn kia. À, có. Chứ cái ly to quá, bỏ đá nhiều uống, người ta uống để 5 phút là nó bị lạc rồi. Ờ, hôm nay cái ly lớn là bán 20 hay 15? Chiều nay sẽ có cái miếng bản hiệu ở đây nè. Đang bên kia đang hình. Không, ý là ly lớn mà bán 20 hay 15 ngàn. Ly lớn hả? 15 mà như hôm qua. Dạ. Cái này tại vì nãy thì mẹ cũng qua nói á. Là
tại vì anh bán giá vậy còn bữa nay thôi, mai có thể dọn địa điểm khác, tại em có thể muốn mặt bằng á, em làm luôn một chỗ cố định luôn. Chỗ đó cũng bán tạm thời thôi chứ sau này người ta làm mình đâu có thể nào bán được. Tại chỗ này giờ có làm cho khách không hay là làm sẵn vậy? Chờ ngay ra tò sẽ dẫn em đi về tới nhà. Em nhắn ok chị chừng nào dẫn em thì bây giờ nó chặn em luôn rồi. Không biết chừng nào mới dẫn em đi nữa. Ôi chết mẹ. Nên là ngày mai em sẽ đi xuống trước. Mà hiện tại thì em sẽ tìm được số liên lạc đi kìa. Cái chỗ mà bán gạo á, em đã tìm được số liên lạc rồi thì rồi chặn gửi nè cho cha. Rồi dắt bên thạch nha. Cho thạch đi xuống đây. Cho thạch dắt nha. À, quá trời cam rồi quý vị ơi. Cảm xúc chuẩn bị khai trương một quầy cam thuê mặt bằng tỷ đô luôn quý vị ơi. Đúng không chồng? Tỷ đô hả? Triệu đô hả? Có diện chỗ này luôn đó. Anh Hiệp cưới đó. Chiếc cửa luôn á. Bao nhiêu tiền? Chưa biết để đang nói chuyện. Tại thuê cho nó cố định đúng không? Nhưng mà thuê là phải làm lâu dài đó ông ơi, chứ ông 3721 nữa à. Đúng cái điều đặt cọc luôn mà. Hôm nay cam rất là tơ luôn quý vị. Nó đi nữa, coi cái này. Hôm nay là cái dầu mới nè. Mới luôn. Của công ty Nam Ken hỗ trợ trong công ty. Thấy bi Heliken mà. Đập xuống bán cam sao đá không nè, đập xuống từ từ anh, từ có bỏ muối không? Cam bỏ muối hả? Ừ, bỏ muối nó ngọt hơn, bỏ xíu muối thôi. Ừ, bọc người ta đâu trời, bữa nay cũng bị gì tốt lên. Người ta nói mày á là mày thắng đường luôn, mày ở nước nó thơm hơn so với đường đây nè. Của ai đây? Của anh, của Thanh nè. Thanh đi chồng ơi, mấy này của tụi em cũng không còn lại được. Con lấy bọc con nhớ không trời? Ông Út nè, với bọc có nhiều đó bà kìa. Con bé Linh gì đâu mà không đầu mũ nó gì hết trơn vậy, sống cuộc đời hả? Con nè, tao tay con mang vô. Con đây bé Linh có vẻ là muốn dạy thầy rồi đó quý vị. Lớn rồi đó. Lớn rồi. Cái mặt bả bình thường thì ok lắm, mà lúc bả nhăn nè, coi mặt bả nhăn à. Dạ em sinh năm 89 nên nhỏ hơn anh yêu nhiều lắm. Dạ em chào chị. Có bên trọng súng rồi nữa, bốn cái mít luôn quý vị ơi. Bán nước cam có nước đá không à. Nó sống ăn hưởng anh, ăn cơm mà cầm mà ăn đũa chung đó. Mấy đứa nó có gắn ăn nhiều nên là tức quá. Nè, hôm qua anh nói là mua cái bọc dừa cái size ly á, trọng nhớ không? Trọng, cái bịch nó đẹp lắm đó. Nó chỉ bỏ vô cái bịch rồi nó ấy lên đẹp. Mua cái nó móc thôi. Ờ, cái móc đó đó. Chứ đừng có cái bịch này to quá. Mà nhìn nó có đẹp nữa không nội.
kìa. Để lấy cái này lên cái để đem giả ra cho nè. Để đầu đó. Mà cái này tao không biết là cái cam này chắc bán lời. Tôi nghĩ mua phải cam chắc, mua cam mỏng vỏ kia nè, nó sẽ nhiều nước hơn. Cái này không biết là bán cái cam lời. Cam ăn á. Bán thật lẽ cái nó lỗ vốn nữa chết. Hỏi biết hôm qua lời lỗ, hôm qua chắc mà lỗ đúng không trọng? Chứ lúc ban đầu mà chắc 2,5 trái là một ly mà sao mà lời. Cá trương mà nó khác. Cá trương, cá trương. Này 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 ông nội cất cái này vô ông nội ơi. Không dùng cái đám gì vậy. Cá trương mà. Cá trương bữa cá trương xong ai tặng mâm hết trơn người ta. Ủa tự nhiên cảm ơn nó có tặng mà đâu cảm ơn. Mà nó mà cảm ơn mày chứ nó bán mà. Nhiều khi đi phát từ thiện người ta nhận hộp cơm của mình người ta còn cảm ơn nữa. Đó. Nó là mình ban phước còn đó là nó bán. Là nó phải cảm ơn mày đúng không trọng? Dạ. Nó phải thật sự đúng chứ nhiều quá nên mệt. Mọi người hiện là cảm xúc mà mọi người cảm mình lúc nào. Cảm xúc ở dơ hay là mình xin thì hiện bây giờ nó trực tiếp đây là nó sạch rồi đó. Sạch sẽ chứ không có dơ nha. Và cái máy ép rồi cũng sạch sẽ. Rửa đầu tiên. Rồi con đem nó cầm nè, đem đi rửa được không? Có lần. Sao rửa ngoài vậy? Phải. Ừ phải rửa đầu tiên chứ nó sạch. Mày phải để một cái ca cố định vô chỗ chắc nước chứ sao? Mỗi lần chắc nước là lấy chở nó chảy nước sao? Quá trời quá đất luôn rồi quý vị ơi. Chuẩn bị là đọc chúng bỏ sĩ cam luôn nha mọi người. Em ơi, con vợ con á, nó ở nhà nó lên lịch như cô chú nào á. Thấy rồi nó theo kiểu mà nó ở nhà nó vẫn làm được. Đi hả? Mạo hậu hả? Nó ghi vô á, cô chú nào đặt ở đâu, địa chỉ ở đâu á, vợ nó ghi lại. Rồi xong về em coi là em duyệt đơn cái là lộn. là như là xếp đơn đó. Nè uống đi con. Nước làm đây rồi. Anh nói là mua. Ủa mà cái thùng mà đựng gì vậy trọng? Hôm nay em tính một chút á. Là em lấy cá đổ vô. Và có ông bác sao cháu ông thúc chắc 4 năm lớp 1 quá à. Bữa giờ 7 tuổi không lớp 1 rồi. Nó bởi vì khi mình ở một chỗ á ha, thì nó có căn bản hơn chỗ này. Vé trời cho đừng có nhảy tới nhảy lui nhảy xuống luôn mà đi xứ này xứ nọ hoài vậy đó rồi chuyển trường hoài rồi làm sao học. Con thấy thằng Phúc nó đi học mấy cô nó nói cũng không có gọi lắm á. Nó cũng biết á nhưng mà ở nhà chắc cưng quá nên nó gọi á. Ờ đúng rồi. Với đi học mấy thằng cô thấy cũng nói nó hiền mà. Ừ, cũng mừng. Nó dễ thương luôn á. Yêu cầu vô trường được thì bắt đầu dạ. Từ từ nó tiến bộ. Nhưng mà cha mẹ nó phải huấn luyện chứ cha mẹ nó cưng quá không dám la không dám quýnh nó rồi thôi nó cũng vậy à. Học phí tới 1,8 triệu tháng luôn á. Hơn là học có một đứa còn học nhiều đứa thôi chắc nó sạc luôn á. Mà nói gì nói phải cho đi học cho nó khôn. Đúng rồi, không nó biết với đời. Học cũng được không? Ở thành phố này hôm nay bán 100+ ký hả? Nhắm bán hết không vậy? Chắc ăn không có, mình chắc ăn 100 ký á. Bởi vì tối thì sống niêu nó nói gì đó thì 100 ký mình bán mình không sợ mình bán bữa nay ngày mai có gì trọng hốt. Ừ. Rồi nếu có bán mà thôi đừng nấu nó nhiều khi nó chui. Bán nó khác thì 100 ký bán ngày đi nó vậy đi rồi nhịp đùi hoành tráng không.